professional life as Director of Worldwide Fitness Education. Today is a very special day for Herbalife Asia Pacific as we celebrate the first ever Herbalife Nutrition Day in all 15 countries. I'm super excited for this opportunity to exercise with all of you as we promote a healthy, active life. Asia Pacific, let's celebrate. Cái nhà mình chuẩn bị bắt đầu. Standing feet, shoulders width apart. Chân. Roll in the neck. Xoay cổ. Xoay hết biên độ. 4. Roll the shoulders. 5. Xoay vai. 1, 2, 3. Slight bend in the knees. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time to loosen up your body. Get those knees up. 7, 8, nâng cao chân lên. Arms out front. Tay về sau. Siết chặt cơ vai. 3, keep it going. 5, 6, 7, đám tiếp tục. 7, 8. Leg out back. Lift that knee. Back to a squat.
up, down, and up. Sit down low. Swim down. Up onto the toes. To a march. Out. 5 4 3 2 1
trí đổi bên. Một, hai, siết chặt cơ bụng. Keep it going. Lift the knee. Năm, sáu. Other side. We go for four. Four. Tám. Đổi bên nhanh. Two. One. Other side. Four. Hai. Three. Một đổi bên. Two. Other side. Hai. Một đổi bên. Bốn. Ba. Hai. Một đổi bên. Nâng cao chân lên nào. Ba. Hai. Một đổi bên. Bốn. Ba. Keep it going. Một đổi bên. Hai. Một đổi bên. Bốn. Ba. Hai. Một đổi bên. Bốn. Keep it going. Work the upper body, feet are out, arms are out, make some circles, hands are out, moving forward, reverse the circle, fingers are down, over to the side. Căng chân trái, căng chân phải, đẩy mông về sau, kéo vai, siết chặt cơ vai, gồng lên nào, siết chặt cơ bụng, tiếp tục nào, cố lên. Back to a march. Tiếp tục, về giữa. Let's go back to the abs. Arm is up. Tiếp tục kéo chân lên hai, gập bụng. Taking a deep breath in. Breathing it out. Nâng cao, hít vào. Thở ra. Breathe in. Hít vào. Breathe out. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Forward and back. Chuẩn bị bước về trước. Tiến, tiến, lùi, lùi. Lên, lên, xuống, xuống. Lên, xuống. Bước mở rộng chân ra. Jump forward. Chuẩn bị nhảy về trước trong tư thế squat. Một. Jump forward. Shuffle it back. Ngồi sâu. Thẳng lưng để hông về sau. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Four more. Chuyển đấm trước. Ba, bốn ngang, một. Give me a hot last set, last set. Bốn móc. Come back to a march. Come back to a march. Rồi, cả nhà mình về giữa. How are you feeling? I hope you're feeling good. Bây giờ mình cảm thấy thế nào? Let's slowly start to cool it down, rolling the shoulders back. Bye.
roll the shoulders forward. Để làm chậm nhịp tim. Xoay ngược lại. Thả lỏng. Feet are wide, hands to heart. Mở rộng chân, vươn tay lên cao. Back to the heart. Hít sâu. Slowing down your breathing. Hands are up, feet are together, let's lean to one side, back to the middle, over you go, time to be a warrior, step forward, arms come up. Bước chân trái về trước. Chùng gối chân trái. Bring your hands to your heart. Đẩy ngực to take it easy. Vươn thẳng lưng. Bring your arms up high. Vươn cao. Hít thở sâu. You have to be strong. You need to be a warrior. Bring your hands back to your heart. Turn out the back foot. Strong warrior two. Chùng gối chân trái. Xoay người. Slowing it down, becoming powerful. Turn the hand up. Hand on the back thigh. Over we go. Mở tay. Nghiêng sau. Mở vai. Coming back forward and all the way around. Đổi bên. Căng lườn cả. Bringing hands to heart. Về giữa. Warrior on the other side. Deep breath in. Warrior on the other side. Deep breath in. Hít thở sâu. Arms in. Step into warrior. Đổi chân. Bước chân phải lên trước. Chùng gối chân trái. Hands to heart. Hít sâu, đưa tay về ngực, xoay người. Back we go. Mở tay nghiêng sau, all the way around. Looking up at the sky. Đổ bên, căng lườn trái, mở vai. Mắt nhìn theo tay. Bring your hands together. Time to balance. Great job, Asia Pacific. I'm glad you could join me for our fitness time together. Stay active, stay healthy. Namaste. Chúc mừng cả nhà mình đã hoàn thành xong.